Ba, con mang ít cơm đi cho ông Bân. Vâng. Dạ, mày uống nước. Ông Kiên về lớp đâu? Chắc đã đi vay tiền đâu rồi. Vay đâu? Đã biết được. Ông nói xấu mặt nam, mặt xấu bụng xấu, vay tiền không được giảm. Ui ơi, vay nghề ông ý trả không? Tại vì ông ý lâu rồi có tiền mà trả. Ông nghi hơi ngơ ngơ. Chắc làm gì? Được đơ. Vay không giả. Hôm nay gặp bố rồi, buồn cười. Chồng đã ghét. Mượn năm chục thời A Bô Lê, ông đưa người yêu đi uống trà sữa. Hai không thấy trả hẹn đi hẹn nào. Vay 100 đi uống trà sữa với Thủy Đỗ, mãi trả. Thế buồn cười. Buồn đầu, buồn học. Từ thời thanh niên, giờ già 100 không trả. Cho anh mượn năm chục. Anh đưa trà sữa với con bồ, con vợ ở nhà. Mất hút. Ông bị bản chất mất giá trị. Vậy là 100 đi mua nước mía, nước rủ xong rồi mất tích không trả đâu. Tích đòi mà chờ là liệu trả. Hôm nọ còn Binh hỏi vay thêm ấy 500 để chống dịch Covid. Thiệt đâu mà cho vay thóc trâu mà đái gà rừng. Rồi nhà hết mỡ. Đấy, chưa bằng cơm sao, cũng ngưỡng rồi. Uống nước đi. Người nó nga, người gần cho mình vay, người ông vay. À, rô cái cho phấn khởi, nó đỡ buồn. Rô. Ông Kiên với lớp gà đi làm gì? Kiên đâu à? Ở nhà kiểu nó đem sim, việc gì mà làm. Hôm nay không thấy ông đi đâu. Đi đâu rồi? Chắc là đi bảo đi vay tiền. Không, ông đưa lại ông đi làm gì? Có làm gì đâu, nhà chăm lan chim. Hết. Ăn rồi ngủ với chăm chim rồi chăm lan thôi. Rồi anh ăn đi ngủ tiếp. Thế thôi, bắt mẹ ngồi đây, ngồi nhà điều hòa mà. Nhắn. Chim còn lan. Ai không để ăn cơm? Ôi, cơm gì? Thì con vịt. Con thì vợ chăm. Ngồi đây ngắm na thì cảm giác những người ngắm bờ hồ khóa ba chìa khóa con. Ngồi đây cho mát. Ui hồ kiếm nó phát gươm mới lắm, bí lắm. Đây là trong thêm mưa. Đây là ngắm cái quả tình nhân ăn cơm chó.
người có uy tín trong cộng đồng làm trung tâm để quy tụ và phát huy vai trò của nhân dân tham gia chống dịch tại các chốt kiểm soát ở địa bàn dân cư, thực hiện tốt quan điểm lấy xã phường là pháp. Tập thò gì ơi? Đi về uống nữa. Đi vào đây trông sau, trông gì thanh niên, chờ vợ này. Đấy chắc là muốn đi vay tiền đâu về. Mời làm cái gì? Đi đâu vậy? Mời gì thằng ngớ ngẩn như không phải mời. Chắc là vay tiền đâu về, chắc là vay được xa mà vui lắm. Nước mời ông ý ấy tốn cano là lấy nước tưới ngay mấy cây nan này này. Đây, tưới ngay mấy cây nan cho nó ấy tưới tốt bán được tiền à, cho lan nước mời cho uống nước. Ông ngày nào có đi bán tiền đâu hỏi mua hưu một tí. Thôi đây là nấu cơm đưa mọi người về một rồi thôi các bài kia ở đây ngay thì ăn đến nhanh làm từng bia uống cho mát rồi này cơm nhà bố mẹ nhà con vợ nó không nấu cho làm tốt công tác đảm bảo an bảo vợ nấu ăn nhìn dẹo lắm thằng đi trông như miệng têu cháu ấy chạy về nếu tiền thì chỉ kể thôi thôi về về uống nước đi về để đây còn phần cái kiên bình đông thế thôi anh em phải nói tôi phần đủ ngay cho Lan uống với anh tấn nhiều nhất ok các đoàn kiểm tra các quy định số 1103 kiểm tra công vụ về công tác phòng chống dịch tại các địa phương đơn vị chú trọng kiểm tra chuẩn bị các khu cách ly của các huyện thị xã việc tổ chức quản lý điều hành tại